chào quý vị khán giả của chương trình Nông sản Lê Sàn. Vâng thưa quý vị, thực phẩm chay thì vốn đã là những món ăn rất quen thuộc đối với tất cả người Việt chúng ta. Tuy nhiên thì ngày nay thực phẩm chay đã được chế biến một cách hấp dẫn và phong phú hơn rất là nhiều qua những bàn tay của những người đầu bếp. Và thưa quý vị, trong chương trình Nông sản Lê Sàn tuần này thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để cùng xem những món thực phẩm chay sẽ được chế biến như thế nào. Đúng 8 giờ 30 mỗi sáng, nhà hàng Tố Tâm Chay của anh Lê Văn Bộ đều đặn nồi lửa, chuẩn bị tiếp đón hàng trăm vị khách có niềm yêu thích, hứng thú với các món ăn chay. Hơn 12 năm trước, khi còn là chàng sinh viên học ngành kỹ thuật, anh Bộ đã bén duyên với đồ ăn chay một cách rất tình cờ khi đi ăn ở một quán cơm chay. Giờ đây, anh Bộ đã khởi nghiệp thành công chuỗi thực phẩm chay của riêng mình. Theo tâm niệm của anh Bộ, khởi sự kinh doanh lập nghiệp với thực phẩm chay không chỉ giúp cho bản thân mình mà còn giúp đỡ được cho rất nhiều người khác. Trước đây là tôi cũng làm 3 năm đồ ăn mặn ở bên đường phố Pháo Đài Nắng. Ước nguyện của mình là sau này mình sẽ mở một quán chay, bởi vì là mình cũng là một là con người can tu của Phật pháp, mình cũng sẽ đi tìm hiểu là về cái con đường là để nấu chay để giúp cho mọi người là có một sức khỏe tốt hơn, rồi là cải thiện, rồi là tu tập cũng có một phần là về cơ thể của mình. Không cần phải tập sức khỏe chẳng hạn, là cũng có ăn thể ăn chay là rau củ quả là khỏe mạnh hơn. Trong quá trình làm việc đây thì là tôi rất là tâm của tôi được an, là nhờ bên trên là Phật pháp là được giảng thuyết cho tôi, đưa tôi là về con đường là tu tập, rồi là tại chùa Tứ Kỳ, rồi là cho tôi là được dần dần phát triển là về cái món chay. Hy vọng rằng là cái Tố Tâm Chay này là sẽ là nhờ năng lực của tôi là sẽ phát triển hơn nữa, được mọi người biết đến. Với phương châm phát triển những sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn đưa tới tay người tiêu dùng, đến nay, thực phẩm chay Tố Tâm đã được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là lần đầu tiên mình đến tịnh Kỳ Sinh. Đây là lần đầu tiên thì khi mà mình bước vào cái không gian ở đây thì mình cảm thấy một cái sự tĩnh lặng. Nó khác hẳn với những cái quán mà ở trên phố. Đó thì cũng đã đi ăn một số nơi rồi, nhưng mà vào đây thì mình cảm thấy có một sự tĩnh. Tiếp theo nữa là khi mà vào đây thì mình được trả theo cái tâm của mình. Ở đây thì mọi người không có ghi giá và trả theo cái tâm. Đó, mặc dù lần đầu tiên đến với cái quán nhưng mà đã để lại trong một cái ấn tượng, đó không hẳn là cái thức ăn ăn bên trong nữa, mà ở đây có một cái tâm của cái người mà làm ở đây. Đó, có thể là có những người mà kinh tế chưa có thì đấy chính xác là nơi mà có thể trao yêu thương được. Đó, những ai mà kinh tế tốt hơn thì đây chính xác là nơi mà mình có thể giúp những người kém may mắn hơn mình. Có lẽ sự tận tâm trong từng sản phẩm chính là lý do có tới 12 sản phẩm của Tố Tâm được đánh giá xếp hạng OCOP năm 2020. Bắt đầu là xưởng sản xuất đồ chay nhỏ, đến nay anh Bộ đã phát triển hoạt động kinh doanh của mình thành công ty, vừa duy trì sản xuất vừa mở các nhà hàng tiêu thụ sản phẩm. Vâng thưa quý vị, như quý vị đã thấy thì trên bàn của Phương Nga đang có rất là nhiều những món ăn chay, và đúng như quý vị đã nghĩ thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời đến đây người mà đã có tới 12 năm gắn bó với thực phẩm chay và đã dành rất nhiều tâm huyết của mình đến với thực phẩm chay. Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mời đến với sân khấu của chương trình Nông sản Lê Sàn anh Lê Văn Bộ. Xin mời anh ạ. Vâng, xin chào Phương Nga, xin chào quý vị và khán giả. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Bộ đã đến với chương trình Nông sản Lê Sàn và mang đến đây những món ăn chay rất là hấp dẫn. Và anh Bộ ơi, thì đây có phải là những cái món ăn chay mà hàng ngày anh đang sản xuất để đem đến cho những người tiêu dùng, những người thực khách mà yêu thích đồ ăn chay đúng không ạ? Đúng rồi, xin thưa với Phương Nga và quý vị khán giả. Tức là những cái sản phẩm chay này thì hiện tại là cơ sở đang được sản xuất và cũng có bán ở trên những cái sạp hàng của các hệ thống siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch và phân phối ở các nhà hàng cũng như các chùa. Vâng ạ, được biết là anh Bộ có tới tận 13 năm gắn bó với thực phẩm chay. Thế thì em muốn biết là cái cơ duyên nào đã dẫn anh Bộ đến với thực phẩm chay và khởi nghiệp từ thực phẩm chay ạ? Thực ra thì cái cơ duyên để đưa mình đến với cái nghề chay thì nó cũng vô cùng tình cờ thôi. Cách đây khoảng độ tầm trên 15, 12 năm gì đó thì trên một lần mình có đi ăn cơm. Thì ở ngoài kia nó có ghi chữ cơm chay. Thì mình bước vào quán cơm chay thì định ăn cơm cũng như cơm bình thường thôi, cứ nghĩ nó là cơm bình dân thôi. Thế sau đó thì gặp chủ quán và người ta đã bảo mình xuống đó để phụ quán ăn. Tức đi phụ ấy.
Sau đó thì đi làm thêm được vài ba ngày thì người ta cho cái quán chay đó. Thế là cuộc đời mình mới bắt đầu gắn liền với đồ chay đến bây giờ. Rất duyên đúng không ạ? Rất duyên khi mà vô tình mình đi ăn một cái món một cái nhà hàng ăn chay và cuối cùng mình được cho luôn cả một quán ăn đúng không ạ? Cho luôn cả quán chay đó. Dạ vâng ạ. Thế thì cái quy trình sản xuất ra những cái đồ ăn chay này, nếu như trước đây thì mọi người sẽ nghĩ là đồ ăn chay thì sẽ là những cái món rau luộc, tức là những cái món nó rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Thì bây giờ em thấy nó mình đã sản xuất ra rất là nhiều những cái món ăn cầu kỳ như này, có giò này, có chả này, có đây là gì ạ? Đây là chả quế chay. À, chả quế chay nữa. Đây có rất là nhiều những cái sản phẩm. Chay. Vâng. Ví dụ như là đây là giò lụa chay này, những cái sản phẩm như thế này thì sản xuất ra nó có khó không? Cái quy trình để làm ra một cái miếng giò lụa chay này thì nó sẽ qua những cái công đoạn như thế nào ạ? Thực ra để quy trình để làm ra một cái sản phẩm chay cơ bản như trên thị trường hiện tại, mọi người vẫn thường thấy đó là sản phẩm mà bạn đang cầm trên tay, đó là giò chay. Thế thì nói về phức tạp thì nó cũng không hẳn, nhưng nói về đơn giản thì nó cũng không hề đơn giản. Tức là thay bằng việc là như quý vị biết rằng để sản xuất ra một cái giò thịt đi, đúng không? Thì quý vị phải lấy từ thịt của một con vật nào đó, đúng không? Nhưng ở cái giò chay này thì cũng vậy thôi. Quý vị sẽ lấy từ một cái chất đạm từ chính trong bột mì. Đó, từ chính trong bột mì. Thì cái đó hay còn gọi, phương Tây người ta còn gọi là thịt chay. Nó hay còn gọi là, tiếng khoa học người ta gọi là cái gluten. Thì nó sẽ dai như cái kẹo kéo đó. Đó, thì chính cái đó là cái nguyên liệu chính để tạo ra rất nhiều các sản phẩm. Và vậy thì cái xưởng sản xuất của mình, xưởng sản xuất bên Tố Tâm thì phải tạo ra được cái thịt đó. Thay bằng quý vị phải nuôi một con vật khoảng độ tầm 5-7 tháng rồi giết mổ rồi rất nhiều thứ. Nhưng ở đây là gì? Chúng tôi tạo ra cái thịt này chỉ trong vòng khoảng độ tầm 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Để tạo ra một cái gọi là cái chất đó, gọi là cái gluten đó, để sau rồi thì xay với dầu ăn và gia vị chay, có nước mắm chay được làm từ đậu lành, có hạt nêm từ nấm, thì để tạo ra cái giò này. Sau đó được gói với lá chuối và luộc 3 giờ đồng hồ nữa. Thì vậy là để làm ra một cái giò này thì quý vị cần phải mất khoảng độ 6 tiếng đồng hồ. Rất là tốn rất là đúng nhiều rồi. Công sức đúng không ạ? 6 giờ đồng hồ. 6 giờ đồng hồ ạ. Vâng, đấy. Thế chia sẻ với Phương Nga là gì? Trước kia khi bắt đầu khởi nghiệp đấy thì là mình phải dùng bằng tay. Rất vất vả, lúc nào cũng phải đi ủng. Người nó bẩn lắm. Tức là bột mì mà phải để giặt bằng tay để tạo ra cái này. Một cân bột mì mình chỉ sử dụng được khoảng độ 3 lạng thôi, 3 đến 4 lạng thôi. Đó, còn lại phần 6 lạng kia là trôi qua nước bỏ hết. À, xong mình phơi lại, đóng cặn lại và bán cho những cái đơn vị để chăn nuôi hoặc là nuôi trồng để bón cây, thì chỉ dựng được 4 hạng thôi. Thì tại sao cái giò chay mà bạn Phương Nga đang cầm trên tay đó nó ăn nó giòn vậy? Nhiều người nghĩ rằng đó là hàn the, nhưng hoàn toàn không phải. Bởi bản chất khi mà mình tạo ra 4 hạng đó nó đã giòn rồi. Sau khi mình xay nữa thì là cộng với luộc nên nó rất là giòn như vậy. Và bây giờ thì sẽ sản xuất bằng máy móc. Hoàn toàn bây giờ bằng máy hết. Thay bằng việc là ngày xưa mình bằng tay thì bây giờ mình sử dụng bằng máy hết, có những hệ thống máy để tạo ra cái này. Vậy ạ, đúng là những người làm ra thực phẩm chay thì đã tốn rất là nhiều thời gian cũng như là tâm sức và cả cái sự tâm huyết của mình đặt vào những món ăn đấy nữa thì mới có thể mang đến cho thực khách những món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng và thật an toàn cho sức khỏe đúng không ạ? Dạ vâng. Và có một số ý kiến cho rằng là ăn chay thì sẽ thiếu đạm, như thế có phải không ạ anh? Cái suy nghĩ đó thì là đúng hay sai ạ? Ok, thực ra thì đấy là cái suy nghĩ chung thôi của mọi người thôi. Bởi vì nó xuất phát từ cái việc là cái tư duy ăn chay. Tức là ngày xưa khi trải qua một quá trình ấy, người ta nghĩ cái từ ăn chay là dành cho tôn giáo, ăn chay dành cho những cái vị đã đi tu, các nhà sư thì ăn rất là thanh đạm. Đó. Nhưng thực ra cái từ ăn chay bây giờ nó rộng hơn, nó bao trùm ở một cái chế độ đó là gì, là nó đi vào một sự nghiên cứu về dinh dưỡng. Điều đó minh chứng cho rất nhiều các quốc gia trên thế giới hoặc rất nhiều những tập đoàn lớn, người ta đổ rất nhiều tiền để làm những cái dạng như thịt thực vật đó. Thế thì đấy là thế giới. Còn ở Việt Nam hay là ở Tố Tâm Chay thì giải quyết vấn đề về dinh dưỡng như thế nào đây? Thế thì xin thưa quý vị rằng tất cả những sản phẩm này là được, giả sử cái giò chay chẳng hạn, nó chứa đến 70% protein từ trong 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 trong
trong bột mì, hoặc là bên một số các dòng sản phẩm như giò từ các loại hạt như hạt óc chó, đúng không, hạt điều, đúng không? Hạt mắc ca, đó là những cái hạt mình có thể bổ sung trực tiếp vào chế độ đạm cho chúng ta, hoặc là những sản phẩm liên quan đến dầu ăn chẳng hạn. Thì ở đây một số các dòng sản phẩm cao cấp thì chúng tôi cũng sử dụng những cái dầu gọi là dầu vừng, là ép trực tiếp từ dầu vừng ra để làm. Anh Bộ ơi, làm về thực phẩm thì hiện nay người tiêu dùng đang rất quan tâm đến vấn đề đó chính là lựa chọn nguyên liệu. Vậy thì đối với thực phẩm chay Tố Tâm của mình thì anh đã lựa chọn những nguyên liệu như thế nào để có thể sản xuất ra những sản phẩm chất lượng như thế này ạ? Đúng rồi. Thực ra thì cái việc mà lựa chọn nguyên liệu đấy, đó là một cái quan trọng nhất để quyết định đến giá thành sản phẩm và chất lượng sản phẩm. Đó, vậy thì cái nguyên liệu đầu vào của Tố Tâm sẽ là như thế nào? Đúng không? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người cũng như rất nhiều đối tác, các đối tác bạn hàng cũng có hỏi. Thế thì xin thưa rằng gì, tất cả những sản phẩm mà tất cả những cái nguyên liệu mà bên Tố Tâm nhập là đều được có những cái bản test về sản phẩm, có những cái chứng chỉ thì nhất định, như bột mì chẳng hạn, thì nhập trực tiếp từ những cái bột mì từ công ty Cái Lân ở dưới Quảng Ninh. Còn dầu ăn thì chúng tôi có thể có lựa chọn một cái sản phẩm dầu ăn, đó là dầu cọ được nhập khẩu từ Indo đó, hoặc là dầu vừng ép tại chỗ. Còn nấm thì chúng tôi cũng có về dòng nấm thì chúng tôi cũng có hợp tác và bao tiêu một số những cái trang trại nấm trên địa bàn, và đó thì những cái đơn vị đó thì đều đạt những cái chứng chỉ về OCOP. Chúng tôi có những cái liên kết của các đơn vị mà được kiểm nghiệm, được chứng chỉ về những OCOP thì chúng tôi nhập những cái hàng của những đơn vị đó. Anh ơi, những cái sản phẩm mà thực phẩm chay Tố Tâm của mình ấy thì hiện nay đang được bày bán trên những kênh bán hàng nào, và giá thành nó thì dao động vào tầm khoảng từ bao nhiêu tiền ạ? Những sản phẩm của Tố Tâm thì cách đây thì nhiều năm thì đang được bán theo cách truyền thống, đó là qua những cái đơn vị bao tiêu để đưa vào những cái hệ thống siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch và các quán ăn chay, cũng như các chùa được các thầy tin tưởng. Và bây giờ theo xu thế thì Tố Tâm Chay cũng có những cái gian hàng trên những cái nền tảng công nghệ như kiểu Shopee, Lazada và một số những cái sàn thương mại điện tử nữa. Thì cũng bây giờ cũng bắt đầu là cũng học hỏi và để bán trên các kênh đó. Những cái sản phẩm giá thành của Tố Tâm Chay thì cũng khá là dễ chịu thôi. Nó cũng dao động từ 35.000 cho đến trên 100.000 trên một sản phẩm, tùy theo từng sản phẩm. Vâng ạ, với những sản phẩm chay mà được bán với giá dễ chịu như vậy thì chắc chắn rằng mỗi người tiêu dùng đều có thể mua về và sử dụng cho gia đình mình, đúng không thưa anh Bộ? Và vâng thưa quý vị, những sản phẩm chay của thực phẩm chay Tố Tâm và những thông tin liên hệ của anh Bộ thì cũng đã được chúng tôi cập nhật trên bộ hồ sơ nông sản của báo Nông Thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt. Quý vị có thể truy cập trang web tv.danviet.vn để biết thêm những thông tin về sản phẩm cũng như là anh Bộ. Còn bây giờ thì xin cảm ơn anh Bộ đã tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.